Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách tạo một cái website bán hàng, đúng không ạ? Ở đây thì là web blog cá nhân. Web này là blog cá nhân, đúng không ạ? Thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo một cái website có chức năng bán hàng? Thì ở video này Nhất sẽ hướng dẫn bạn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và cái web mà Nhất muốn demo cho các bạn đó là web demo 2, đúng không ạ? Demo 2 này. Đây, làm sao để có thể thêm những cái sản phẩm này vào. Thì chúng ta sẽ tiến hành cài một cái plugin, đúng không ạ? Có tên là WooCommerce. Ok, bây giờ Nhất sẽ quay trở lại web nhé. Rồi, các bạn click vào phần đó là plugin và cài mới, đúng không ạ? Thì có những cái theme hay nói cái khác là cái giao diện, họ sẽ tích hợp sẵn cái WooCommerce vào và chúng ta chỉ việc thiết lập thôi. Còn ở đây chúng ta cái theme này nó là theme blog mà, đúng không ạ? Nó về chủ đề blog nên nó sẽ không có cái chức năng đó là bán hàng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cần phải cài cái plugin đó, đúng không ạ? Nhưng nhắc lại là có những cái theme nhá, nó sẽ tích hợp sẵn. Còn đâu có những cái theme mà nó không tích hợp thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo được cái chức năng bán hàng thông qua một cái plugin đó là WooCommerce. Đây, đúng không ạ? WooCommerce. Đấy, các bạn có thể thấy 5 triệu lượt kích hoạt, rất là nhiều này. Ok, cái plugin này nó đang tiến hành cài đặt, đúng không ạ? Đang tiến hành cài đặt và chúng ta sẽ chờ. Rồi, tiếp đến thì chúng ta click vào nút kích hoạt, đúng không ạ? Cài đặt và kích hoạt sẽ rất là nhanh chóng thôi, đúng không ạ? Sau khi chúng ta kích hoạt thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập một số cái thông tin. Rồi, được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải thiết lập một số thông tin, đúng không ạ? Thực ra là ở cái phần này chúng ta có thể bỏ qua, đúng không ạ? Bỏ qua thiết lập này. Ok, không cảm ơn, đúng không ạ? Thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái thiết lập sau. Rồi, bây giờ các bạn có thể vào trong cái phần đó là cài đặt này. Và chúng ta có thể cài đặt ở trong cái phần này, đúng không ạ? Địa chỉ này. Ở đây thì Nhất sẽ cài đặt rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi, các bạn có thể copy cái dòng đầu tiên này xuống dòng thứ hai này, đúng không ạ? Rồi, Đà Lạt. Quốc gia ở đây chúng ta là Việt Nam thì chúng ta sẽ có Việt Nam. Rồi, mã bưu điện thì các bạn có thể lên, các bạn gõ zip code, đúng không ạ? Các bạn có thể gõ zip code, mã zip code. Như các bạn chưa biết, cái mã zip code của tỉnh các bạn. Đấy, các bạn gõ mã zip code. Đây, các bạn có thể thấy đây, đúng không ạ? Rồi, quay trở lại. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh ở đây là Việt Nam đồng. Đồng, đúng không ạ? Rồi, bên phải, cái này bỏ. Rồi, cái này để mặc định. Rồi, tiếp đến chúng ta click vào phần sản phẩm. Chúng ta có thể lựa chọn cái trang, đúng không ạ? Trang này là trang cửa hàng để mặc định, đúng không ạ? Thanh toán thì đây các bạn có thể bật lên, đúng không ạ? Chuyển khoản ngân hàng hoặc trả tiền mặt đây. Rồi lưu thay đổi. Rồi chuyển khoản ngân hàng này thì chúng ta có thể cài đặt những cái thông tin ở đây, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là hướng dẫn. Rồi số tài khoản, đúng không ạ? Rồi tên ngân hàng. Đấy. Rồi, ok. Rồi. Các bạn cứ click vào, các bạn cập nhật thôi, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể cho phép khách hàng tạo tài khoản khi thanh toán, đúng không ạ? Đấy, các bạn tích vào. Rồi, nhấn lưu. Rồi các bạn có thể thiết lập cái phần email, đúng không ạ? Đó, email các bạn thiết lập vào đây. Muốn khi mà có đơn hàng mới nó gửi về email nào thì các bạn click vào cài đặt và các bạn cập nhật thôi, đúng không ạ? Ở đây các bạn có thể thay đổi này. Đó, ví dụ như vậy,
rồi thay đổi màu sắc. Đấy, có thể là đổi thành màu đỏ, rồi cái chữ màu đen đúng không ạ, rồi lưu thay đổi. Ở đây các bạn có thể thay đổi cái phần địa chỉ rồi nhé, các bạn có thể thay đổi theo ý của mình. Đấy, nó sẽ hiển thị như này, email nó sẽ hiển thị như này đúng không ạ. Rồi tiếp đến cái phần kết hợp này, các bạn bỏ trống đúng không ạ, sorry bấm nhầm. Rồi tiếp đến thì các bạn có thể click vào lông cao. Đó. Ở đây các bạn cần tạo một trang điều khoản điều kiện, rồi các bạn gắn vô, rồi tạo trang thì nó ở đây, rồi lưu, như vậy là xong rồi đấy. Rồi tiếp theo để thêm sản phẩm đúng không ạ, các bạn click vào, đúng không ạ, click vào tất cả sản phẩm này, rồi thêm mới này, thêm danh mục này. Để bây giờ Nhất sẽ tiến hành thêm một cái sản phẩm nhé. Cái này ở phần quản trị website Nhất đã nhắc tới rồi đúng không ạ, bây giờ Nhất sẽ làm lại thôi. Sản phẩm 1, rồi mô tả ở đây thì các bạn có thể thêm những cái danh mục này, ví dụ như là về đào tạo đi, enter thì nó sẽ ngay lập tức đưa cái danh mục vào đây đúng không ạ. Ok, cái phần danh mục sản phẩm thì chúng ta có thể tạo ở đây cũng được nhé. Rồi tiếp đến thì các bạn có thể thiết lập một cái ảnh đại diện đúng không ạ, cho cái ảnh sản phẩm này. Thì cái ảnh sản phẩm này nó sẽ xuất hiện ở đâu? Rồi ví dụ đúng không ạ, cái ảnh sản phẩm thì nó sẽ xuất hiện ở đây này, nó sẽ xuất hiện cái phần mà chúng ta có thể thấy trực quan nhất đây này. Còn đây là những cái phần ảnh mà chúng ta sẽ bổ sung thêm trong cái thư viện của nó đúng không ạ. Đây các bạn có thể thấy đây, đây chúng ta có thể thêm ảnh thư viện, thì cái ảnh bên dưới này nó là ảnh thư viện, còn phần này là phần ảnh minh họa, ảnh đại diện đúng không ạ. Đấy, chúng ta sẽ thiết lập ảnh sản phẩm này, chúng ta có thể lựa chọn. Đây, Nhất lấy tạm cái này đúng không ạ. Đó, rồi các bạn tiến hành đăng đúng không ạ. Đăng. À, còn một cái phần nữa đúng không ạ, một phần nữa là các bạn có thể cập nhật giá đúng không ạ, giá bán này. Rồi các bạn cập nhật giá bán ở dưới đây đúng không ạ, này giá bán này, ví dụ như là 600 giảm còn 499 đó. Rồi các bạn viết mô tả ngắn ở đây đúng không ạ. Đấy, cái phần này thì Nhất đã chia sẻ ở trong cái phần quản trị website rồi. Ở đây thì Nhất nói nhanh thôi đúng không ạ. Đó, như vậy là chúng ta đã cài thành công cái chức năng bán hàng rồi. Đấy. Thì bây giờ để lấy cái phần shop ra thì chúng ta cần phải làm như sau đúng không ạ. Chúng ta vào trong phần menu này, vô vào phần giao diện đúng không ạ. Rồi click vô menu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái trang cửa hàng ra nhé, thêm vào thì chúng ta có thể để nó ở cái dòng thứ hai này đúng không ạ, chúng ta kéo thẳng thôi. Đấy, chúng ta sẽ để là shop, thì mọi theme mọi cái giao diện đều làm như này cả đúng không ạ. Rồi chúng ta sẽ tiến hành reload lại lại shop này. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái sản phẩm như này rồi, ok chưa ạ. Ok, nếu như các bạn muốn thay đổi màu sắc thì các bạn có thể vào lại trong cái phần option đúng không ạ, thêm option này các bạn chỉnh, các bạn có thể chỉnh được màu sắc nhé. Đấy, style option này, đấy các bạn có thể chỉnh được màu sắc rất đơn giản thôi đúng không ạ. Rồi ok, các bạn có thể chỉnh sửa được phông chữ rồi này kia, tất cả mọi thứ ở đây. Rồi tiếp đến nhé, ví dụ như mà các bạn lỡ tay xóa mất đúng không ạ, lỡ tay xóa mất cái trang này thì các bạn cần phải làm gì. Đây, xóa, lỡ tay xóa trong những cái trang này. Đây, xóa lỡ tay đúng không? Rồi coi như là xóa vĩnh viễn luôn. Đấy thì các bạn lấy lại như thế nào,
thì rất đơn giản thôi đúng không ạ. Các bạn click vào WooCommerce này, các bạn click vào tình trạng nhé. Rồi tiếp đến các bạn click vào công cụ. Rồi ở đây các bạn sẽ lựa chọn cho nhất cái dòng đó là khởi tạo, tạo trang WooCommerce mặc định đúng không ạ, tạo trang, nhấn vào tạo trang thôi. Ok, thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta đúng không ạ. Rồi bây giờ nhất sẽ tải trang. Rồi nó mất đúng không ạ, nó mất thì các bạn vô lại menu thôi, tải lại trang nhé, tải lại trang. Đấy, nó sẽ tạo lại các bạn, các bạn thêm lại vào menu. Đấy, rồi lưu cái này thì các bạn có thể điều chỉnh nhé, tùy. Rồi tải lại trang. Đấy, cửa hàng nó đây đấy đúng không ạ. Ok, như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn cài đặt cái chức năng bán hàng cho website rồi. Đấy, các bạn có thể thực hành và làm theo đúng không ạ. Đấy. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.